Xin kính chào quý khách hàng. Hiện tại mình đang có mặt ở chi nhánh mới của Tony Luxury, thế giới kính mắt đồng hồ chính hãng, tại địa chỉ số 390 Trường Chinh, Hà Nội. Và nhân dịp khai trương showroom thứ 5 vào thứ 7 ngày 28 tháng 5 năm 2022 tới đây, cửa hàng Tony Luxury sẽ cho ra mắt rất nhiều các sản phẩm về kính mắt và đồng hồ chính hãng với những ưu đãi vô cùng đặc biệt. Nhận quà miễn phí, không cần phải mua hàng, chúng ta sẽ được tặng ngay miễn phí 200 gọng kính chính hãng trị giá 300.000 đồng. Và ngoài ra tặng luôn 200 bộ cốc thủy tinh cao cấp hoàn toàn miễn phí. Thời gian phát quà vào 2 khung giờ, 9 giờ sáng và 17 giờ chiều ngày 28 tháng 5. Các bạn hãy thật nhanh chân qua đúng 2 khung giờ, 9 giờ sáng và 17 giờ chiều để không bỏ lỡ những món quà vô cùng hấp dẫn của Tony Luxury nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng theo chân mình theo dõi những chương trình khuyến mãi tiếp theo nha. Khai trương cũng như ra mắt chi nhánh mới của hệ thống, Tony Luxury xin gửi tới quý khách hàng chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Miễn phí một cặp kính mắt chính hãng trị giá 200.000 đồng với 1.000 khách hàng đầu tiên đến tham quan showroom. Đặc biệt, nhân dịp khai trương cửa hàng đồng hồ kính mắt Tony Luxury sẽ giảm giá tất cả các sản phẩm đồng hồ kính mắt từ 10 cho đến 30%. Tiếp theo sẽ là chương trình ưu đãi dành riêng cho sản phẩm về kính mắt và đồng hồ. Đặc biệt, mua 1 tặng 1. Khi mà quý khách hàng mua 1 đồng hồ sẽ được tặng 1 kính mắt bất kỳ. Và khi mà chúng ta mua 1 kính mắt bất kỳ sẽ được tặng 1 đồng hồ bất kỳ. Tony Luxury tự hào là đơn vị nhập khẩu và phân phối, cung cấp dịch vụ kính thuốc, kính thời trang và đồng hồ chính hãng, uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Ý thức được tầm quan trọng của đôi mắt ngay từ những ngày đầu thành lập, ban lãnh đạo công ty đã mạnh dạn tuyển dụng đội ngũ y sĩ chuyên khoa mắt, kỹ thuật viên kính thuốc, cán bộ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống công nghệ máy mài lắp kính công nghệ 4.0 giúp cho mài lắp kính chính xác, nhanh chóng và đạt thẩm mỹ cao, máy đo khúc xạ hiện đại, tân tiến nhất hiện nay. Với không gian showroom trưng bày lên đến 250m² theo quy chuẩn quốc tế, khu vực chờ chuẩn VIP, hiện đại, sang trọng và đẳng cấp, với đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, dịch vụ chăm sóc sau bán hàng chu đáo, chuyên nghiệp, bảo hành sản phẩm chuẩn hãng, nhanh chóng, thuận tiện, thế giới kính mắt đồng hồ Tony Luxury cam kết sẽ làm hài lòng 100% quý khách hàng. Vừa rồi chúng ta cũng đã cùng khám phá tất cả các chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn mà Tony Luxury dành tặng đến cho quý khách hàng nhân dịp khai trương. Và đặc biệt, quý khách đừng bỏ lỡ chương trình nhận quà miễn phí, không cần mua hàng, tặng ngay miễn phí 200 gọng kính mắt chính hãng trị giá 300.000 đồng và tặng 200 bộ cốc thủy tinh cao cấp hoàn toàn miễn phí. Thời gian nhận quà 9 giờ vào 17 giờ ngày 28 tháng 5. Hàng ngàn các sản phẩm đồng hồ và kính mắt chính hãng đã lên kệ để sẵn sàng phục vụ quý khách hàng. Còn chần chờ gì nữa mà quý vị không nhanh chân đến ngay cửa hàng thế giới kính mắt đồng hồ Tony Luxury, sắm ngay cho mình một sản phẩm ưng ý nhất.